Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin mới nhất về Huỳnh Như và Lanh FC tại vòng 3 Liga BPI. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Tại vòng đấu thứ 3 giải vô địch quốc gia bóng đá nữ Bồ Đào Nha, câu lạc bộ Lanh FC sẽ có một cuộc chạm trán với đội nhất bảng xếp hạng Liga BPI hiện tại. Đó chính là câu lạc bộ Benfica vào lúc 21 giờ ngày 2 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn thực sự đối với thầy và trò huấn luyện viên Daniel Pachenko, khi Benfica là một trong những đội out trình tại giải Bồ Đào Nha. Họ có một hàng công cực mạnh, một hàng thủ chắc chắn và một bề dày thành tích khủng tại giải đấu này. Trong khi đó thì Lanh FC của Huỳnh Như mới vừa thua đậm 1-3 trước câu lạc bộ Famalicão. Đây là trận đấu được diễn ra trong khuôn khổ Cúp Liên đoàn. Tinh thần có phần đi xuống sẽ là một trở ngại vô hình khiến cho các cô gái của Lanh FC khó khăn thêm chồng chất khó khăn vào lúc này. Ở trận đấu với câu lạc bộ Famalicão, Huỳnh Như đã được tin tưởng và được ông Daniel Pachenko trao cơ hội cho Huỳnh Như chơi ở vị trí cao nhất trên hàng tấn công. Vậy thì tới đây với một cuộc đọ sức tương tự tại vòng 3 Liga BPI, liệu rằng Huỳnh Như sẽ được huấn luyện viên trưởng Lanh FC tin dùng? Chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi xem. Còn ở một diễn biến khác trước thêm trận đại chiến này, trên trang cá nhân của mình, Huỳnh Như chia sẻ hình ảnh cuộc gặp mặt với người quen là cựu huấn luyện viên Carlito. Địa điểm gặp gỡ là một nhà hàng món Việt Nam tại Porto, Bồ Đào Nha. Đây cũng là cơ hội để Huỳnh Như thưởng thức những hương vị ẩm thực quê nhà. Theo những gì chúng tôi được biết, tại đây hai người đã có những chia sẻ thú vị về trải nghiệm của mình trên đất Bồ Đào Nha và Việt Nam. Bên cạnh đó, cựu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam đã có những bật mí và mách nước kinh nghiệm thi đấu của mình cho Huỳnh Như biết được và sớm thích nghi với môi trường bóng đá quê của ông. Chắc hẳn bữa cơm thân mật này sẽ giúp cho tiền đạo số 1 của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tự tin hơn rất nhiều, sẵn sàng cùng Lanh FC đối đầu với Benfica tại vòng 3 Liga BPI. Với những người yêu mến bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Carlito luôn là tượng đài. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha giúp cho đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên lên ngôi vô địch AF Cup năm 2008. Ở cấp độ câu lạc bộ, ông giúp cho câu lạc bộ Long An 3 lần vô địch V-League, giành được cúp quốc gia, một siêu cúp quốc gia. Trong khi đó, Huỳnh Như đang là tiền đạo số 1 Việt Nam. Cô cùng với đội tuyển nữ Việt Nam thống trị Đông Nam Á nhiều năm, vừa giúp cho bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên dự World Cup và giành huy chương vàng SEA Games 31 trên quê nhà. Cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam, khiến nhiều người hâm mộ thích thú và lấy làm phấn khích. Sau tất cả, những thông tin của Huỳnh Như tại Lanh FC sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tại channel Cập Nhật Bóng Đá. Quý vị và các bạn nhớ là hãy đăng ký để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!